Anh ơi, tụi nó sắp đi biểu tình lấy 200k rồi, kệ để cho tụi sắp nhỏ nó kiếm thêm đi em. Anh Duy đẹp trai, để chiều chiều nay tao sẽ sắp mẹt ra đường rồi, coi tụi nó có động tĩnh gì chưa nha. Anh là Trim luôn. Chiều nay sắp mẹt ra đường coi tụ tập đâu. Nếu mà thiếu trà đá, thiếu này thiếu kia thì anh ủng hộ. Em ngồi vào đi lớn Nhân nhỏ sự thôi của anh đặc khu xin phải nhỉ. có tri thức cao ha, anh cũng hên xui thêm ơi. Giống như mấy 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 anh chị Việt Dạ kiều dạ bên Mỹ á, nói cái nghề mà đi làm xưởng em thì công nhân bình thường người ta cần khỉ tri thức đúng không? Tri thức cao thì làm cái vị trí nó ngon ngon một xíu, tri thức yếu yếu thì làm vị trí dặn ốc đó. Kiểu nào tụi em cũng kiếm cơm được hết em, yên tâm đi, đặc khu ra là tụi em có việc làm, không có thất nghiệp đâu lo nha. Sứ mệnh của đặc khu ra là để giải quyết việc làm cho mấy đứa sinh viên ra trường á. Mà tao nói thiệt tụi mày nha, đừng đi biểu tình bậy bạ, chứ cái chuyện này á, bắt bớ là cái chuyện nhỏ. Cái chuyện mà lưu profile tụi mày vô hình lịch sử history này nọ kia đó, mai mốt ra xin việc đặc khu là miễn có cửa luôn con trai. Đó, tại vì ngày bây giờ mấy em phản đối đặc khu đúng không? Nè, mai mốt mở đặc khu ra mày mày không có cửa mày ra đó xin việc làm đâu. Nói thiệt. Anh nghe rục rịch là mấy thằng bạn nó làm ở bên mấy bộ phận tuyển dụng của mấy công ty lớn, nó đăng hồ sơ rồi đó. Nó đang tuyển dụng nhân sự rồi đó mấy em. Gì Hà Nội biểu tình ghê quá anh hả? Có là anh Duy nghĩ sao nếu nhiều nhà đầu tư mạnh vào Việt Nam thì anh có nhắm vững bước không? Nó làm cái méo gì tao giờ, tao nói tao kinh doanh mà tao không muốn mặt bằng, tao méo ngán thằng nào hết á. Vậy thôi đó. Nên cái bài toán mà đừng có hỏi là anh Duy có lo sợ không, tao đâu có gì đâu lo sợ đúng không? Bây giờ kiếm tiền đang ngon thì mốt kiếm tiền bớt ngon đâu chết đói đâu mày, lý do gì đâu sợ trời, hiểu không? Còn mấy thằng nào đang mượn nợ mà mướn nhà này nọ kinh doanh đầu tư mới khai trương 2-3 tháng thằng đó nó mới hồi hộp. Chào đồng chí Dương Nguyễn, đồng chí chào đồng chí Anh Dũng. Tại sao đặc khu cho những nước như Mỹ, Anh sao biết không cho mày bậy bạ không mà em trẻ trâu vừa thôi, hồ sơ anh nhận toàn là tư bản thôi đó nha con trai. Trung Quốc chưa thấy nào ló mặt vô quách nhen, trời đất ơi biết đặc khu là gì không bố? Mày kiếm mày lụm đâu cái thông tin mà đặc khu không cho Anh, Mỹ, Pháp, Nhật thuê. Đâu mà không cho Nhật thuê nó rút ODA là mình teo giấy nha con. Ở đó mày có biết là mình tình hữu nghị quan hệ giữa Việt Nam với Nhật là lên một tầm cao mới, là đối tác toàn diện và chiến lược chưa mày? Quân sự mà nó còn cho tàu mình kìa, thêm thằng hàng xẻng nữa đó. Ngày xưa nó bứt rứt cái vụ mấy vụ thảm sát ở Việt Nam mình nên nhà dân của nó cũng quý dân mình lắm nha mày con trai. Trời đất, cái con trai không hiểu gì hết rồi con trai. À, má ơi, John nó phải trước phải audit trước một thằng đần Phải chung pha chung luôn hả? không, hồi nãy em tưởng là phải chung cho nên không clip vô. Hello, dạ em chào anh ạ. Anh đã chuyển khoản rồi ha. Hello, dạ em gọi từ thể hình online đó anh ạ. Dạ anh đã chuyển 1 triệu Thằng rưỡi nào nói mà dân nghèo bị đặt sĩ diện chắc mẹ nó chửi cha tao rồi, dạ. Thì anh tao đi hai con mẹt chắc nó chửi tao rồi đó. Thằng nào ác vậy mày, cùng lắm anh cho mày chân rửa xe chùi bánh thôi, mày chơi mày chửi anh vậy đó hả? Tao mua mẹ tao mới có thuế đóng tiền cho mày đó nha mày. Ông đóng thuế có tiền mới có cầu có đường cho mày đi với con Dạ trai. vâng, dạ vâng. Dạ, rồi, Đó, dạ. tao mà không thèm mua là nhà nước thì không có ngân sách khỏi có làm đường cho mày đi luôn con trai. Cho mày đi lội ruộng luôn. Sao kêu hàng xẻng gì anh Duy? Ai biết mấy vòng vòng nó kêu toàn hàng xẻng không, tao nhậm mày ơi. Nghe riết quen 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 tai mà nói riết quen miệng. Chứ tao không biết sao kêu từ đó nữa. Giống như mấy con quỷ kia nó đi ngang nó kêu tàu khựa mày. Tao cứ kêu Trung Quốc hoài mà lâu lâu cũng lộn. Gì vậy? Cháu Di khuyên trẻ trâu đi biểu tình bị đánh bị bắt, sau này không xin việc nghèo chết. Bị đánh bị bắt là cái chuyện nhỏ chú ơi. Nói chung đã bị đánh thì chắc chắn là nó sẽ lành, bị bắt thì chắc chắn sẽ được thả. Còn mà riêng cái màn thất nghiệp thì sao các bạn tự hiểu rồi vậy. Đâu mà sau này tự nhiên ở ngoài kia nó mướn công nhân 10 triệu một tháng, mình học hồ sơ hợp lai vô đây công nhân ban mai 5 triệu một tháng nó không thèm mướn luôn, hoặc là giả sử nó có mướn đi, bạn cũng làm công nhân thằng kia cũng là công nhân có cái công việc như nhau đúng chưa, bạn 5 triệu nó 10 triệu đi ra nhậu với nhau bạn có tuổi thân không, đặc khu lương cao đó là phải vậy, không hiểu hả? Đặc khu lương rất cao
Tại bạn biết từ sao không? Đặc khu được miễn thuế thu nhập cá nhân mà. Đúng không? Được miễn thuế thu nhập cá nhân, nổ nó quốc full nóc luôn. Alo. Anh nghe xem rồi. Bởi vậy sau này kỹ sư Việt Nam ra trường mà vô đặc khu làm tháng 20-30 triệu là cái chuyện bình thường. Nói thiệt với bạn luôn á. Mình phải có cái tầm nhìn hiểu biết chiến lược đó, nghe chưa? Bây giờ muốn giàu muốn nghèo tự tụi bay chọn thôi. Tao ngày xưa nghèo hơn tụi bay mà giờ tao giàu hơn tụi bay hiểu rồi đó. Em chờ anh ạ. Cho em hỏi đặc khu Việt Nam xưa giờ ai phát triển? Còn mà xưa giờ làm méo vô cái đặc khu nào mày? Xưa giờ chỉ có mấy cái vùng kinh tế mình thí điểm thôi. Thì anh đặt trên website á là sản phẩm là tổng đơn hàng là chắc Việt Nam đang đón đầu dự án kinh đào Sra đương nhiên rồi. Nhưng mà do hôm nay là có event sản phẩm off 50%. Tao hỏi cho thuê đặc khu tiền thuê vào tay lãnh đạo phải không? Mày đừng có hỏng với anh nha con trai. Mày xưng tao với ai đúng không? Mày xưng tao với tao thì mày phải lớn hơn tao. Mà mày lớn hơn tao mày hỏi câu này thì mày ngu chết mẹ chết đi con trai. Còn mày nhỏ hơn tao phải nói chuyện cho nó đàng hoàng lễ phép nha con trai. Nói chung mày ăn nói kiểu nào cũng thua tao hết trơn, hết hiểu không con trai? Nếu như mà anh có thể lên mạng anh coi lại cái mấy bạn có like trình độ phản đam của mình không? Nếu như mà tính ship 50.000 thì nó 470.000. Giấy tờ Việt Nam 63 đặc khu. Má Việt Nam 63 đặc khu chắc bay được tới trời luôn rồi. Đặc khu mở game được không anh? Được chứ em. Đặc khu mở game bình thường. Được ưu tiên nữa, tại vì ngành của anh không có ô nhiễm. Chắc chắn là em dịch vụ giá tốt nhất cho anh là rẻ hơn 70.000 á, là anh thanh toán chừng 400.000 thôi. Sao chỉ có 99 năm mà không phải ngàn năm? 99 năm gia hạn hợp đồng ông ơi. Ngàn năm chi mất công cũng là con số thôi, hiểu không? Cái ngàn năm chi cho salad salad, ai biết ngàn năm sau trái đất này phát triển theo cái chiều hướng nào. Nói chung nó ghi trên cái mẫu là như vậy thôi, chứ thật sự là cũng cùng một mẫu đó nè. Em học nông lâm vào bách khoa của sếp được làm được không? Tôi thấy mày vô duyên, mày học nông lâm thì mày vô rừng mày làm đi, tự nhiên mày học nông lâm mày vô bách khoa làm là sao tao không hiểu? Công nghệ chế biến gỗ hả? Trả lại thì cái đơn này coi là 300.000 nha. Sao không bán hàng mà lo lịch sử làm méo gì bán hàng, nhân viên nó lo con trai. Con ăn cái gì mà con ngu như con chó vậy con trai? Có thằng giám đốc nào đi bán hàng không? Thằng giám đốc nó chỉ bán dự án thôi, thằng giám đốc không có đi bán hàng nghe chưa con trai? Bán hàng là nhân viên seller bình thường nha con trai. Sinh viên tốt nghiệp ra trường vô đây có năng khiếu anh cho làm seller. Ok chứ con trai? Bao tay có 30.000 nên bao tay 140 nè. Anh Duy chửi chuẩn xưng mày tao khỏi nói chuyện, nói xưng mày tao cũng được đúng không? Xưng mày tao lớn hơn Duy thì kêu Duy bằng mày và xưng bằng tao, nhưng mà lớn hơn Duy Nguyễn đừng có hỏi những câu trình cùi. Hỏi câu trình cùi chết mẹ luôn. Tao hỏi một câu về gì à, tiền cho thuê đặc khu rồi vô tay nhà nước ha, hả? Ủa lộn, vô tay lãnh đạo. Đâu mà hỏi một câu ngu quá. Em đảm bảo với anh là nó chắc hơn bao tay nữ rất nhiều và chỉ dành cho nam giới nó phù hợp thôi. Rồi lóc tới vũ cái tội xuyên tạc và nói xấu lãnh tụ. Mà tao chơi bộ luật hình sự Việt Nam thôi. Mấy em mà livestream với coi livestream với anh nhiều nhiều lắm, em hiểu luật Việt Nam lắm luôn á. Anh lóc thằng này cái tội mà phỉ báng lãnh tụ em. Tại sao người ta nói đảng Cộng sản bán nước trong khi vẫn có một số đảng viên phản đối? Tại vì mấy thằng ngu nó có trình độ chính trị nó tầm bậy em ơi, đúng không? Nếu mà nói như nó thì tao nói với nó như vậy. Nó có mặt ở trên đời này do sai lầm của tao trong một đêm giông bão với mẹ nó. Rồi sao có phòng không? Mày nói được thì tao cũng nói được à. Mày không chịu trách nhiệm lời nói của mày thì tao cũng cóc cằn, tao nói vậy đó. Ủa sao kỳ vậy, để em gọi em like không mấy em? Nó hơi gắt chút xíu mấy em thông cảm nha. Mà trẩu phải vậy nó mới lũng. Dạ dạ. Chứ trẩu mà đọc thơ là thua rồi. Hiểu chưa mấy em? Đó, tụi em mới mốt thằng nào mà nói mấy câu mà nói chuyện vu khống, mà nói chuyện xuyên tạc, mà nói chuyện không có lý lẽ đó, tụi em nói vậy cho anh. Mày có mặt ở trên đời là do sai lầm của tao trong đêm giông bão với mẹ mày. Nó bao nhiêu tuổi em điền số năm vô nữa cho nó thốn. Thí dụ đó 23 tuổi em điền 24 năm cộng 9 tháng 10 ngày nữa nha em, cho nó khỏi bắt bẻ. Rồi chào mấy anh chị lớn tuổi, ngồi bình tĩnh đem đa một cái mấy em, mấy anh chị đó. Rất nể phục người dám nói thẳng như anh. Trời đất ơi, Việt Nam có quyền tự do ngôn luận mà mày ngán thằng nào không dám nói thẳng, đúng không?
sáng nay dữ vãi. Duy, mày nói chuyện giống bà Tám, có tao chọi vô mặt mày 50 triệu mày thay đổi suy nghĩ không? Nói thiệt á. Không lẽ giờ mốt livestream cầm sẵn là năm mấy cọc 50 mà tiền chừng 10 ngàn thôi cho nó bự. Coi nó có thay đổi suy nghĩ không? Chứ giờ tỷ phú nào mà chọi vô mặt tao 1 tỷ tao nói lại liền á. Đúng không? Thí dụ như giờ nãy anh ủng hộ đặc khu đúng không? Chọi tao chừng tỷ thôi, tao bữa nay tao phản đối đặc khu. Xong ngày mai tao ủng hộ lại, chọi tao 1 tỷ tao phản đối nữa. Tony Nguyễn lóc đi anh, thằng này để nuôi em. Mình làm việc đừng có giống nhau cho nhiều đối tượng, nó phải khác khác vậy đó. Chọi vô mặt 50 triệu đi anh ơi. Chọi vô mặt nó chứ đâu có chọi vô mặt em. Nặng 72 cao mới 65, thừa cân chắc rồi coi em. Đời mờ sống vì tiền. Tao không tin trên đời có thằng nào sống không vì tiền. Mà chỉ ra một cái loại hàng, một loại người, một thứ dân nào mà sống không vì tiền ra đây đi, tao chịu. Đúng không? Tao là trùm triết học Marx Lenin mà muốn sống được phải có vật chất. Đúng không? Không khí bạn thở là vật chất. Xin thưa với bạn, mốt tới ngày bạn thở tôi phải lấy thuế. Đúng không? Nước bạn tắm là vật chất. Cơm bạn ăn, đồ bạn mặc là vật chất. Mà vật chất quy đổi ra tiền chứ ra cái méo gì mày thằng ngu. Cái thứ gì đâu mày đặt nói chuyện đạo đức trong khi triết học chưa bao giờ một lần chạm tay vào. Ý tao nói mày chưa học đại học đó con trai. Chửi mày ngu luôn á. Mà nói gì nó mới hiểu bạn. Chứ mình nói câu trên nó chắc nó không hiểu nổi đâu. Giáo dục ở Việt Nam này khác nha con trai. Vô đại học được là khó lắm chứ không phải dễ đâu. Không phải như sân Tây bên Mỹ đóng tiền là giờ học đại học đâu anh. Việt Nam này đâu có thi rớt như mưa luôn. Dạ lo em nghe nè. Dạ em nghe nè anh Tùng ơi. Nó xúc vật không biết cái tiền cái đơn hàng đó. Theo như trên website thì cái bao tay của anh là em thấy đứa. Trong phim hàng nó sống bằng tình anh yêu mà để đâu mày sống bằng tình yêu đâu. Ngày thứ coi mày nhịn thở nhịn uống nhịn ăn nha, tao không cần mình sống ngày, mày sống 2 phút thôi, nín thở đi. Cái gì đây anh, coi các hạng mục đầu tư Vân Đồn, các nhà đầu tư nước ngoài chưa, có Nhật, Hàn, Thụy Sĩ, Đan Mạch, Trung Quốc đâu mất tiêu. Vân Đồn cho con trai kêu quản lý anh Phú Quốc em. Nói chung anh là dân kinh tế là nó ủng hộ đặc khu mày ơi. Còn mẹ thằng nào là mướn thì nó ủng hộ đặc khu, nó phản đối đặc khu mà nó phản đối cũng ngu nữa. Đồ mà nó có quyền lợi trong đó mà nó đi nó phản đối. Đúng không? Mình đi làm mướn mình phải ra đặc khu mình làm mướn mình mới lên tay nghề, đúng chưa? Mình làm cho công ty nó mới giữ và mình lương mới cao. Trời đất ơi, đồ mà làm đặc làm mướn mà đi phản đối đặc khu. Đồ mà chả khác nào nhà nghèo mà chê Mỹ. Nói công là sang tay phái. Cái gì nữa đúng không? À, anh Dũng Trần hôm qua là anh sang tay đa mấy câu mà thằng nào chết 4 đô của anh rồi nha. Việt Nam với Lào nước nào kinh tế hơn anh? Á đù. Rồi mày hỏi câu tao giật mình mày. Tao giật mình, tao chợt tỉnh ra, tao đặt ra còn sống trên đời, tao uy tiên lâu rồi chứ. Mày hỏi Việt Nam với Lào kinh tế thằng nào hơn hả? Vậy tao với mày thằng nào đẹp trai hơn? Cho hỏi như Phan Anh có được rất giả không? Không quan tâm mày ơi, trời ơi, tao đàn bạn gái có lỗ tao quan tâm thôi chứ. Anh Duy ủng hộ, ngoài anh Tàu ra, anh nào nhảy vào đặc khu thì anh thích hơn, thiệt tâm nhé. Nói chung thằng nào nhảy đặc khu mà cầm tiền nhiều là tao thích rồi mày ơi, đúng không? Chứ tao không cần quốc tịch, đúng không? Mình sống mình không có trọng quốc tịch bạn. Đầu tiên là tiền tệ và thứ hai là quan hệ, vậy thôi, tao làm việc dựa trên hai cái đó. Đúng không? Thằng nào tiền nhiều tao ưu tiên, hai thằng tiền bằng tao ưu tiên thằng quan hệ. Thằng Campuchia mà cầm chừng 100 tỷ đô qua đây đầu tư tao cũng cho luôn nữa, thiệt á. Không là đầu tư đó mới dễ ăn, nó làm giữa chừng nó yếu nó phá sản xong rồi tao lấy nhà nó luôn. Đóng băng tài sản nó lại bạn, quốc chủ lực phá sản. Chúc bạn may mắn làm sao. vô đặc khu mở tiệm nail spa được không Duy? Dư sức. Được anh, nhưng mà anh phải mở hệ thống nha anh. Chứ anh nghĩ em mở tiệm nhỏ nhỏ chắc người ta không cho đâu.
Thí dụ như bên Mỹ em biết có thằng nào mà nó trùm ba, nó mở chừng nguyên một cái nét của nó luôn á anh. Ví dụ như một cái răng của nó chừng 20 tiệm gì đó, thì nó về đặc khu nó mở vậy, 4-5 tiệm gì đó nó có răng thì nó được ưu tiên. Dư sức chứ. Trung Quốc thuê đất mình tốt không? Thằng nào thuê trả tiền là tốt rồi mày ơi. Tao làm ăn tao nhìn đồng tiền, nhìn quan hệ mà tao bay hỏi nhảm quá. Nail spa dược vào vấn đề là vốn chịu được bao nhiêu. Tép rêu dùng càng kẹp anh Duy là sao không hiểu. Tép rêu dùng càng kẹp hả? Đặc khu người ta ông dựng cái chòi vào chứ sao. Biết mẹ gì về Mỹ mà bàn. Ê đừng có hổn như con trai, xin lỗi với mày nha. Tao đối tác chiến lược của Mỹ đó, đừng có hổn. Cỡ như mày thằng Mỹ nó bắn cái một, mà cỡ như tao thằng Mỹ nó thèm nhà nhỏ dãi. Đừng có hổn như con trai. Anh sang tay anh thấy là nó chuyện láo không. Xin lỗi với mày nha, mày đóng góp cho Mỹ không nhiều bằng tao, đừng có hổn. Việt Nam là quê hương của tao, nhưng mà Mỹ là đất nước tao làm giàu. Tao yêu Mỹ cũng gần bằng yêu Việt Nam rồi đó. Mày đùa hả con trai? Ông mà tổng giám đốc của Mỹ thì chưa qua đây thiệt, nhưng mà cỡ cấp giám đốc này nọ với cấp mà trưởng trưởng phòng này nó qua đây ào ào. Tao dẫn nó đi ăn đi nhậu đó mày. Đâu mày qua mày đưa cái mặt của mày mày mời nó thử cái đó đây không? Tao cho mày địa chỉ luôn nè. Mày qua Houston cho tao, mày gặp công ty Lab Radar. Mày hỏi giám đốc Lab Radar biết Duy Nguyễn ở Việt Nam không? Đâu mày hỏi giữa Duy Nguyễn Việt Nam với tao mày chọn ai? Đó mày hỏi nó thử câu đó đi. Gần gần ở đó có thằng Đai Ma Thai nữa. Đai Ma Thai ở Texas. Tao chỉ cho mày vài chỗ đó. Còn Cali mày qua Sanet, sannutrition.net. Còn tên website là sanet.san2n.net. Lên mạng sợ đi con, nó bên Cali gần mày á. Cần tao chỉ thêm mày vài chỗ nữa không? Hả? Con trai đừng có hổn với con trai. Nghèo rớt giái đừng có nói chuyện giám đốc bố láo nha. Trời ơi. Còn Florida tao chỉ cho mày thêm thằng mấy Florida nữa chơi không? Florida gần chỗ anh Sơn Tây luôn nè. Hỏi có biết Duy Nguyễn Việt Nam không? Trời ơi trời. Thiệt á mày, mười mấy đối tác chiến lược của tao quăng khắp nước Mỹ. Hổn vừa phải thôi con trai. Con trai ở đâu mà con trai mất dạy thiệt chứ. Từ từ mấy bạn, để mình đam con rơi của mình cái mấy bạn. Không. Đế quốc Mỹ rất yêu quý của Duy Nguyễn chứ sao nữa anh? Nói thiệt với anh không? Quê hương anh là Việt Nam, dân tộc anh là Việt Nam, đúng không? Ngoài Việt Nam ra mới yêu Mỹ nhất. Vẫn chơi hả mày? Mẹ cảng Long Bích tôi đi ra hàng ngày hàng đêm. Mày có bao giờ đặt chân vô cảng Long Bích biết nó hùng vĩ tới cỡ nào chưa con trai? Mày biết xin